có gì thì mình cũng gặp 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 với thầy. Em buồn á, em không có chuyện nhà à, tự mình quyết định mình mất tâm sự với ai ha. Bây giờ có nỗi buồn tâm sự cũng có tâm sự với chồng, thầy biết sao không? Chồng á thì tâm nó. Dạ, Minh Nguyễn gửi lời chào thân thương đến tất cả mọi người nha. Thì hôm nay chính thức mẹ của hai đứa bé sinh đôi đã chính thức quay trở về nhà để gặp lại hai đứa con sau một cái thời gian mà em bỏ đi. Hai đứa nhỏ chỉ có mới có 5 tháng thôi. Những cái video trước đó thì mọi người cũng đã theo dõi và biết được cái sự việc này, cũng thu hút rất là nhiều những cái sự quan tâm cũng như là những cái tình thương của các mạnh thường quân dành cho hai đứa bé. Thì xin mời mọi người theo dõi hết cái video clip này để biết rõ cái nguyên nhân như thế nào mà mẹ của hai đứa bé lại bỏ nhà ra đi như vậy. Và có rất là nhiều những cái thông tin mới. Rồi, xin mời mọi người theo dõi cái video của mình ạ. Hôm nay chính thức là mẹ của hai đứa nhỏ đã chính thức đã về. Mẹ hai đứa nhỏ là chính thức đã về rồi đó. Rất là vui. Đây thì quý vị cũng đã thấy cái chỗ rất là quen thuộc ha. Ngồi đi em, ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ ngơi đi em. Đây cái hồ cá nè, quý vị quen nè. Ngồi xuống đây nè. Dạ bé em được 4 năm tháng rồi. Đó thưa quý vị, em đang đây coi. Con dâu về rồi nè. Rồi vô, con dâu về bà nội. Đó. Bà nội. Bà nội tới. Bà nội tới rồi. Cái nói là cái thông tin rất là vui, hai đứa bé đã rồi, mẹ đã về. Nội có những lời đồng nhau với con dâu đi. Dạ, con dâu về mừng quá trời luôn á. Mừng quá trời á bà nội. Tại hàng xóm tới cũng chứng kiến rất là đông. Hàng xóm cũng rất là vui nha. Hàng xóm tới rồi. Được rồi bà Năm. Buồn không? Hả? Bà Năm không buồn đó. Thôi, về nhà. Bà Năm không vô nữa ha. Bà Năm ngán còn. Ngán rồi hả? Nói chung là cháu nó về mừng để cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ quên rồi. Hai đứa nhỏ được. Rồi hai ngủ quên rồi tao. Ngủ xíu đi. Ngủ xíu đi, cho ngủ xíu đi. Hai đứa con mày thôi mày, mày con đi. Về với con đi. Quên đi quên. Hai đứa con cùng ăn đâu con. Đi đâu vậy? Hai đứa bé đâu rồi bà nội? Ngủ hai đứa ngủ. Ngủ rồi hả? Dạ. Cho Ly qua cái nha. Hàng xóm mà đó. Hàng xóm rất là vui nha. Hàng xóm rất là vui mừng nha. Bé không phải mừng nha. Sau một thời gian thì mẹ hai bé cũng đã về. Cái địa chỉ anh gửi là tới gần tới nhà. Thì cũng rất là vui mọi người, thì chờ một chút xíu thì sẽ hỏi thăm mẹ của hai bé để chia sẻ một số cái thông tin, những cái ồn ào trong cái thời gian vừa qua, nguyên nhân như thế nào mà mẹ của hai đứa nhỏ đã bỏ nhà đi. Đó, nói chung thì thấy bà con ai cũng mừng nè. Sao mình về với quân là được. Tụi con chỉ kết nối thôi, còn hai đứa tự thổi thôi. Của anh ngồi ngồi đây đi em. Đi vô á. Cái gì thế? Đi coi đi. Hồi 5-10 phút rồi đi. Đưa vợ về trò chuyện tí thì về. Đất trong gì ta. Lo làm ăn để nuôi con, nuôi cháu. Nói vậy đó. Giờ mẹ nói là mẹ nói nhà con lo về đi ở đúng không, bây giờ mẹ nói tới nói xong rồi con mới nói con về ở con nói gì làm, mẹ giữ hai đứa ban ngày ban đêm, mẹ trả hai đứa cho con đó, có đồng ý không? Nhà con đi làm không con bám nữa thì con mẹ không có quan trọng bám hay không, mẹ không quan tâm. Giờ mẹ chỉ nói là có không mà chú bác ở đây là nè, mẹ giữ hai đứa ban ngày hiểu chưa, ban đêm hai đi làm về mẹ trả cho hai đứa con được chưa? Được ý con sao? Thì ý con là đúng rồi mà Năm. Thì ý con là con muốn vậy rồi đó, mẹ chỉ nói như lời thế thôi cho anh chú bác thì biết thôi. Vậy thì cái câu chuyện này là được khi mà Bi Loan á là cũng điện cho anh Nghiệp thì để gặp mà nói được cái sự việc ngày hôm nay. Thì trong quá trình mà chia sẻ video á thì được sự lan tỏa và đặc biệt hơn là coi như là con trai của cô Vũ Anh thì cũng đã từ ở quận 12 để chạy lên quận 6 để mà gặp vợ của mình.
Thì cái vấn đề ở đây thì tụi con chỉ là chia sẻ thôi. Cho đến giờ giây phút này đó, thì Vũ Anh và vợ đó thì cùng nhau là trò chuyện với nhau, là coi như là hai đứa là khuyên ngăn với nhau để mà về với con. Chứ tụi con cũng không thúc ép hay là nói cái gì cả trong cái câu chuyện này, để cho cộng đồng mạng hiểu rõ hơn. Là sau này nó có chuyện gì nữa thì tụi con không có để cho cộng đồng người ta hiểu con này kia, không có được. Thì trong quá trình đây là Vũ Anh thì có những lời nào muốn chia sẻ. Thực sự là ngày hôm nay thì em khuyên vợ, trong cái quá trình khuyên vợ thì em như thế nào em? Cũng hứa là không đánh vợ này kia, không la rầy vợ này không thay đổi. Thì đúng rồi đó. Thì đó, trước mặt bà nội nè, thì Vũ Anh á hứa là không đánh vợ. Nói chung thì vợ chồng có gì từ từ nói, khuyên nhau. Thì bà nội cũng hứa là giữ ban ngày, ban đêm á thì hai vợ chồng tự lo hai đứa con. Đúng rồi. Ban ngày á thì hai vợ chồng kiếm gì làm cóc cạch cũng được. Thì tụi anh thì thương hai đứa nhỏ mới cố gắng kết nối hai đứa em lại để cho hai đứa nhỏ nó có cái hơi ấm của tình thương của cha và mẹ ha. Còn cô chú Mạnh Thường Quân á có thương á thì gửi những phần quà như tải sữa về á thì dành cho hai đứa bé. Còn hai đứa em á muốn có tiền xài thì phải tự lao động đó. Thì sớm giờ tụi con cũng khuyên vậy thôi, nói tới luôn cũng nhiêu đó hà. Nhưng mà vấn đề bây giờ là hai vợ chồng là phải biết nhường nhịn với nhau, đừng có nóng nảy quá, đứa nóng đứa nhịn đi. Thì sau đó thì hai đứa nói chuyện qua lại tìm cái giải pháp tốt nhất để cho cuộc sống mình nó yên ấm và hạnh phúc. Ba mẹ thì hôm bây giờ con trai cô đi á, thì cô có biết rằng là Vũ Anh là đi lên gặp vợ không? Biết. Thì khi mà nghe cái thông tin thấy vợ của Vũ Anh xuất hiện á, thì cảm giác của người bà nội như thế nào thưa nội? Không xúc động lắm. Có lẽ là trong cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay thì thấy bà nội cũng khá là vui, và bên cạnh đó thì người con trai của cô thì có lẽ rằng là con cũng rất là mong muốn thì hai vợ chồng Vũ Anh với lại Loan thì sẽ gắn kết với nhau để mà cùng lo cho hai đứa con. Điều quan trọng nhất là đứa nhận đứa trẻ thì không có lỗi lầm gì cả, nó như được trang giấy trắng vậy đó, cần được sự thương yêu của cha lẫn mẹ. Thì cô thì khi mà thấy con dâu của mình về đó thì cô là coi như là quyết định là coi như là ban ngày là cô giữ con cho mấy đứa. Thì Loan ơi, em không biết là trong tương lai là em sẽ đi làm công việc gì Loan? Ví dụ coi gì gì đó nhẹ mình làm được. Mở khẩu trang ra đi. Em có thể mở khẩu trang đi, mở cho thoải mái. Thôi cởi ra thoải mái lúc đi em ơi, giờ về nhà rồi. Rồi, ẵm hai đứa con cho Loan nó mới nhìn chút được không? Cốt à. Chứ bây giờ là Loan nó nôn nóng quá, từ mọi giờ khóc coi như là không khóc quá là khóc. Không chịu ngủ luôn á. Ừ. Nó biết nè. Chưa giờ mới ngủ nha. Dỗ bà không ngủ là không ngủ. Con dâu ôm được co cháu mình rồi đó. Vui. Sao? Vui. À, vui lắm hả cô hai? Bố anh đi tìm vợ cô ở nhà thấy nóng không? Đông rồi đó. Đông rồi đó. Sốt ruột. Sao vậy? Vô hả? Vô chi? Thôi. Qua. Nói chung thì cô có sợ Loan nó không chịu về không? Cũng mong cho nó về giữ con, nó cho chồng đi làm nữa, nó đi làm thì tôi giữ giùm cho. Ban ngày, ban đêm mình tôi giữ một chút. Ban ngày á thì tôi giữ, ban đêm ngày không đi bán. Còn ban đêm tôi đi bán. Giờ mong thì con chân lon đi ở đi làm. Rồi vợ chồng cũng hòa thuận với nhau. Đó, cứ vậy thôi. Vậy là tốt rồi đó. Cô tại vì người phụ nữ ở nhà trong con nó cũng có nhiều vấn đề áp lực, khóc này kia, thì cô cũng gọi là phụ cho con. Bây giờ thì nó đi làm thấy thì đứa nào cũng nóng tính, cho nên giờ cô lớn thì cô cũng khuyên tụi nó bình tĩnh lại cho đừng có nóng tính quá ha. Người con nóng tính nha, nói chung là hai vợ chồng ai cũng nóng tính. Nhưng mà giờ cô là người mẹ, sao bữa con đi con không qua mẹ? Tôi lần sau dạ, có chuyện qua mẹ. Giờ đi qua giờ đi. Ở trước giờ cái chuyện mà em không có vui trong lòng, em có khi nào tâm sự với mẹ chồng chưa? Nó nói gì? Đó, không nói. Nhiều khi mình cũng chia sẻ một tí. Bây giờ có gì qua mét mẹ đi. Rồi mét mẹ mét tụi anh. Rồi tụi anh qua tụi anh giải quyết cho. Đúng rồi. Ha. Chứ cứ im lặng này đâu có biết chỗ nào đâu làm. Có chút xíu cứ lấy điện thoại của từng anh hết đi. Anh Minh là 15 phút nè, anh thì khoảng 1 tiếng.
đó, cho nên cần thì gọi anh Minh trước, anh Minh chạy qua. Nói chung là giải quyết ngay lập tức luôn, không cần lại để qua ngày hôm nay sao hết ha. Đó, cho nên Loan yên tâm chưa? Bây giờ anh hỏi thiệt là có mấy tụi anh đây chia sẻ là em yên tâm chưa? Yên tâm chưa nè? Yên tâm rồi. Yên tâm rồi hả? Rồi trong tương lai là mình tìm cái công việc nhẹ nhẹ mình làm ha. Dạ. Cái gì con làm gì chú ơi, là nói cho mấy anh nghe kìa. Là chú cho mấy anh giúp cho. Con muốn làm công ty già. Dạ dạ. Tụi con này không giúp được, nhưng mà nhiều khi khán giả cô chú anh chị người ta xem người ta có thể đó, ý nói là giúp qua giúp lại vậy đó. À, người thích làm nghề da, nghề da thì lương nó cũng ổn định đúng không? Dạ. À, Long ơi, thì sau khi em trở về nhà và mấy cái với cái máy ấm nhỏ của em á, thì khi mà em ôm lại người con em cảm thấy sao? Dạ. Em ôm con rồi em cảm thấy sao nè? Đây nội ạ. Thương con nhiều hả? Chỉ có nói con thương con nhiều không? Con khác gì không? Lớn hơn. Con này thấy con có lớn hơn chưa? Lớn hơn nhiều hả? Giờ coi như là không có đi nữa nha. Có chuyện gì thì báo vô nói như mấy tụi anh, tụi anh chia sẻ nha. Mời không? Nói chung bây giờ cuộc sống gia đình mình bình đẳng lại. Thì ở đây Vũ Anh nó nóng thì em cũng nhịn đi. Có gì qua nói mẹ nè. Rồi mẹ cũng la Vũ Anh. Rồi Vũ Anh nó bình tĩnh lại. Thì vợ chồng nói chuyện cho nó hòa thuận với nhau. Ví dụ bây giờ nè, đêm hôm mà em mệt mỏi quá đi, em cũng có thể chạy qua mẹ. À, mẹ ơi, hôm nay con mệt quá, con cảm hay là con người em mệt quá thì nhờ mẹ dưỡng đêm cũng không sao, phải không cô? À, cô sẵn sàng không? Đúng rồi. Mình trong nhà mà mình đâu có hẹp hòi với chuyện đó. Thì sau này bà nội bệnh thì con dâu nó chăm lại thôi. Giờ nó tốt với nó, sau này nó tốt lại không có gì đâu. Cuộc sống nó về đây tôi hỏi nó, tôi không có một tiếng lớn tiếng nhỏ hỏi nó. Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi sớm con có phỏng vấn là hai mẹ con rất là bình thường. Ừ. Rất là bình thường, không có mít lòng với nhau. Ừ. Thì mình cũng hỏi cho biết cặn kẽ vậy đó. Ừ. Thì em mới cũng nói là hai mẹ con bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Ừ. Hai mẹ con không nói tiếng nặng nhẹ gì. Thì cái gì nó nặng đi. Hỏi nó mặt đó. Tao mua cho bạn đó, không có chuyện gì nào. Nhưng mà những cái lúc mà Vũ Anh đánh Loan á, cô có biết không? Không. À. Đúng con nè, con sáu ở đây. Ừ. Lúc trước cũng có con ở đây. Ở đây cũng có, mà quần sáu cũng có. Ở đây cũng có mẹ. Ở đây mà tao không biết. Ừ. Tôi có cần gì chạy qua mét mẹ. Nè. Hồi trước ở đây hàng xóm mà quanh người ta có biết không? Hàng xóm không biết luôn. Tại vì em thấy cái đóng bảo hiểm này để đi không với em thấy thương ghê mọi người. Công việc hả? Bé Loan là nhìn thấy cũng đuối ha, cũng phờ phạc á, anh nhìn thấy gương mặt em cũng phờ phạc ha. Bé này ngủ rồi, chú anh chị thấy thương không? Về mẹ ôm gái uống sữa ngủ hè luôn à, thấy con thấy thương không? Mẹ cũng hơi mệt trong người mọi người. Đêm nguyên đêm qua không ngủ, ngày nay không ngủ mà. Hồi nãy ăn cái gì? Mình thảnh hả? Sáng giờ mới ăn có một tô không? Giờ em cảm thấy sao Loan, sức khỏe sao? Em cảm thấy sức khỏe giờ sao? Cũng thấy mệt thôi. Ừ. Thời gian vừa qua đó em bỏ nhà đi về đó, cộng đồng mạng cũng như các mạnh thường quân á, thấy hai đứa nhỏ con của em thì rất là thương. Và cũng mong cho em sớm quay trở về mà để chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Thì bây giờ em có thể kể cho mọi người biết, cũng như là cô chú Mạnh Thường Quân ở trên đây biết là cái thời gian bỏ đi là như thế nào, cái nguyên nhân như thế nào được không em? Dạ, tại vì nguyên nhân đó là em ở với anh Vũ Anh. Nói lớn lên. Em nói lớn lớn chút xíu được không? Như là em ở với anh Vũ Anh đó là em không có học với anh Vũ Anh. Tại vì mỗi lần mà em nói ra là em chưa kịp nói là anh chửi em rồi, chứ anh đánh em nữa. Rồi á, em muốn làm cái gì đó, anh cũng không vừa ý hết. Cái anh cũng đi làm gì em cũng chửi. Ăn cái gì em cũng nấu sẵn sàng, mà cũng chửi em nữa. Bởi vì em chán nản em mới bỏ đi. Chứ không phải là em bỏ hai bé em tự đi. Tức là Vũ Anh có quánh em đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ thì chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi. Thì anh cũng có lời khuyên với em trong cuộc sống thì cái chuyện gia đình á, mình nên là có những cái mình
chia sẻ sắp xếp. Hiện tại bây giờ thì có các anh em YouTuber ở đây đó, và anh cũng nói luôn thì bây giờ cố gắng vợ chồng này kia thì cũng có mới vốn, mạnh thường quân giúp đỡ cố gắng lo làm ăn em ha. Đó. Còn những cái vấn đề bảo hành này kia đồ quánh em á thì có thể là em nói với bà nội đó, để mà biết có gì đó âm tâm sự thì biết, chứ là không nên bỏ đi nha em. Tại vì bây giờ pháp luật còn có pháp luật nữa, chuyện mà mấy cái chuyện bạo hành trong gia đình là không thể nào chấp nhận được, cho nên là em cứ yên tâm đó, vợ chồng mình sống coi như là mình sống mình vì con, thương yêu con, có gì đó thì mỗi bên nhịn tiếng đó, chủ yếu là mình vì hai đứa con nhỏ của mình. Rồi thời gian rồi em bỏ đi là em đi những nơi nào? Dạ em đi Gia Lai. Em đi Gia Lai là ở dưới là ở đâu bà con hả? Dạ em cũng có mợ, bà mợ ở dưới nhưng mà em không có giấy mợ, nhưng mà em chỉ là đi làm ở dưới. À, ở dưới thì cũng đi làm hả? Dạ. Em làm cái gì? Làm dập sắt. Em làm cái gì? Sắt. Sắt hả? Dạ. À. Máy dập sắt hả? Dạ. Ừ. Rồi khi em xem clip em quay về hay như thế nào, biết cái thông tin nào em quay về? Thôi. Các em đâu có xem clip thôi, các em nhỏ bạn nó mới nói bà muốn xem không, đưa cho bà xem xíu. Thì em mới xem trên cộng đồng mạng á, viết vô bình luận á là chửi em nó trời, tức em mới quay về. Em mới nói tối nay chắc tôi đón thiệt về, mà em từ dưới đón xe về. Em mượn bà chủ 500 ngàn đón xe. Mượn bà chủ 500 ngàn đón xe về ha. Còn ví dụ như nếu mà không xem clip là em có tính quay về hay không? Nếu mà em không có máy để xem á, em cũng không có quay về. Là lần đó bỏ đi là tính là quyết định bỏ đi luôn ha? Dạ. Tại vì em đâu biết đâu, em cũng không biết. Tại vì mình mà là xài mấy cục bóc mình đâu có thấy đâu, mình biết. Tại vì mình không nghĩ là đi làm, mình nào có tiền quay nhiều hay nhiều mình quay về. Cho con uống sữa này kia. Là ý quyết định em là bỏ đi để làm kiếm tiền về. Đúng để mà rồi. Lo cho hai đứa nhỏ ha. Chứ không phải là em nói là em bỏ đi luôn. Đó. Em suy nghĩ vậy. Rồi cái thời gian trước là nghe nói em cũng có bỏ đi một lần hả? Dạ. Là cái thời gian đó là mới sinh bé hay sao? Lúc đó là em mới 16. Em cũng như là em có bầu. Đó, có bọn hắn này nè, anh Vũ Anh có đánh hàng. Đánh cái người ta thấy ở dân sáng thấy gì là càng. Nó nói vợ mày đã có bầu mày đánh gì vậy. Đó còn nói vậy nữa đó. Cái mà ở đó thì cũng không có tiền cho em uống này kia. Nó cứ tối ngày cứ game này kia. Đó, chơi game hoài em cũng bực lắm. Nhiều khi không có tiền bạc thằng kia nữa. Rồi em có bầu hai này cũng có được ăn đâu, kiếm gì đâu, có đầy đủ đâu. Cái em mới nói là với anh Hiểu Anh á, thôi vậy cố gắng đi làm đi. Như anh làm được mấy ngày cái anh làm được mấy ngày cái anh nghỉ, như làm cũng được 3 ngày 4 ngày cái anh nghỉ. Anh không làm nữa. Ê, ẩu rồi, phải rồi, ẩu rồi. Vũ Anh vô đây anh nói nghe nè, vô đây ngồi đây có vợ chồng nói chuyện với nhau. Cũng ra anh cũng mong muốn cho hai vợ chồng em rất là tốt, chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Khóc mà con bé. Mắt cũng nghiệp chưa? Thấy thương chưa? Hai đứa về đó, ba mẹ xuống đó. Bây giờ về là mình sống vui vẻ, hòa thuận với nhau nha. Không có cái chuyện này chuyện kia nữa. Bây giờ nói thì nói cũng đã hết rồi. Vậy mẹ mình nè. Ba mẹ thương nhau, con cũng vui. Ngày nào cũng có cha mẹ bên cạnh. Tay cũng dơ luôn rồi. Quấy được rồi. Để cho Loan bé để ngủ rồi em ấy chứ bây giờ em ấy nó cọ. Đưa cho Loan bé tí đây. Dơ mà kia ngoài là không, thử lý sạch sẽ rồi. Bé này bé anh hả? Bé em ha. Cứ lộn hoài. Giống y luôn. Y chang nhau luôn. Đi mấy ngày nay. Đi mấy lần mà không biết là anh hay em luôn á. Đừng cái đầu đi cái cạnh. Thôi em ngồi ở đây đi rồi có gì tâm sự. Bây giờ thì vợ cũng đã về rồi.
anh nói với em là từ đây về sau là cũng có cái gì đó vợ chồng nói, chứ mà không có vấn đề mà cứ như vậy thì nó không có hay, tội tội cho hai đứa nhỏ. Xíu đi, để xíu 15 phút. Đúng không, đi em. Đúng rồi, nhìn cô chú anh chị xíu đi, bữa nay vợ về là phải vui lên chứ. Ừ. Phun phát đi. Phun phát coi như tể chuyện tình cảm cho cha con người vợ luôn. Đi cưng nghe không? À, Vũ Anh là quyết định là ngày mai là có hai kêu làm đi làm luôn ha. Dạ. Mà em kiếm được công việc làm cho Vũ Anh. Dạ cũng hỏi được đi theo xe tải trước, theo xe tải trước đã. Đi cùng kiếm. Có em nói anh là đi chạy Grab gì? Bây giờ ngày mai mình đi xe tải trước một tuần lễ ha. Còn mình đăng ký gác từ từ mình đăng ký, tại đăng ký nó cũng hơi lâu. Kiếm tiền trước mắt hả luôn? Dạ, đăng ký nó cũng hơi lâu. Anh nghĩ em chạy gác ok á. Tại vì có thời gian chạy tới chạy lui với con với vợ nè. Ăn uống thì kiếm được. Thấy giờ chạy gác ngày kiếm được mấy trăm cũng đỡ. Bây giờ là đi làm giấy khai sinh cho hai bé được rồi. Dạ. Đặt tên cho hai bé luôn. Giờ cũng đang hơi khó ha. Ừ. Sao vậy? Giờ tại vì chồng trước của vợ em có đăng ký kết hôn á, mà nó chết rồi giờ cũng không biết nhà để lấy giấy chứng tử. Vợ đầu tiên á hả? Chồng đầu tiên á. Vợ em cũng nói là chưa có tìm được nhà đó để lấy giấy chứng tử để đăng ký kết hôn. Giờ chắc hôm mai cũng phải lên phường để kia họp hỏi ta. Đây là vợ trước của em hả? Đây là xong. Giờ này hả? Vợ em. À. Ôi nó ngủ nó mở miệng kì. Một người giống em á. Vui lắm á nhưng mà buồn ngủ á, hai bé buồn ngủ á. Nó về đi nghe thôi mẹ ơi, im ru rồi. Bình thường cười khắc 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 à. Vui lắm. Em xem clip phải không? Xem clip. Đó cho nên là từ đây về sau là không có bỏ đi nữa. Lấy phương anh thì lên. Ừ. Mình gặp lúc trước thì em buồn á, em quấn quấn chị nha. À. Tự mình quyết định mình ít tâm sự với ai ha. Dạ. Bây giờ có nỗi buồn tâm sự cũng có tâm sự với chồng. Thì biết sao không? Chồng thì tấm nó cọc không có tâm sự. Bởi buồn theo ý mà. Tự mình quyết định. Không vợ cá nhau tình cảm đi. Vợ chồng mà từ đây về sau là vui vẻ hòa thuận nha. Cười đó, cười lên, quay cười lên coi nào. Đó, tươi lên. Có gì mình cứ nói thẳng, nói thật. Rồi, cười thấy ok rồi đó. Rồi, ông vợ cái này. Tụi anh mình ở đây có gì thì ông vợ cái đi của anh. Rồi, ok rồi, luôn. Trời ơi, về bữa nay là coi như rồi cười em có gì cứ hỏi thăm đi. Trời ơi, vui lên. Cái này là hạnh phúc nhất rồi, từ đó giờ luôn. Trời đất ơi. Quá hạnh phúc luôn. Trời, cái ngày này lâu lắm rồi, thưa quý vị. Rồi, các anh em qua đó cũng hỗ trợ, cũng vất vả không? Em đi dầm mưa từ đó, từ đây chạy qua mưa, từ lúc đi luôn đó. À. Đi đâu biết đường đi đâu. Để động viên khuyên mẹ bé về. Thấy hai đứa nhỏ thấy cưng quá mọi người. Nói chung là bây giờ là nếu mà là coi như là Vũ Anh đã hứa rồi đó. Hứa là từ bây giờ gặp cô chú anh chị là coi như trên cộng đồng mạng là coi như là cũng nói là coi như là từ đây là không có tác động vật lý với vợ nữa. Coi như là giờ hai vợ chồng cố gắng làm ăn. Để mà thứ nhất lo cho hai đứa con, và coi như là nếu mà có chuyện gì thì hai vợ chồng là coi như bàn bạc nói chuyện với nhau đó, để mà đem ra một cái lời nói là đồng quan điểm. Có cái gì đó thì mình dùng cái lời nói chứ không có được dùng cái vũ lực đó. Mình sống mình phải thượng tôn pháp luật, những cái vấn đề đó pháp luật tuyệt đối là không có chấp nhận đâu. Anh nói vậy thôi. Cho nên là bây giờ là mong muốn hai em là vui vẻ bên nhau để mà lo cho hai đứa con thôi. Từ đây về sau thì cố gắng lo làm ăn. Em trai thì giờ là chuẩn bị đi công chuyện đâu nữa? Dạ anh đi xíu. Rồi đồ vô đi, vô đỡ khi hai đứa nó khóc. Đúng rồi, rồi vô đây rồi. Sau khi về nhà là ôm hai đứa con rồi vui không em? Rất mềm giỏi nha. Ôm hai đứa con thì mình vui. Ừ, hai đứa con là mình vui liền ha. Rồi, giờ ở nhà chăm sóc hai người con ha. Thấy em cũng có vẻ cũng rất là mệt mỏi đó. Tại vì em tự do em lên đây. Đi xe đò lên hả? Dạ. Ừ. Rồi ngủ nghe gì được không mà anh thấy em phờ phạc quá. Khi nào con đi làm mẹ dở. Tại vì ngủ chung với miệng ngủ không được. Ừ. Cô
cũng vất xuống đi. Cái người cũng ra ngủ rồi uống nước rồi cái anh này cũng ra ngồi đó đợi ổng. Rồi bắt xe từ Gia Lai ra này cũng mượn tiền 500 ngàn hả? Dạ. Không có đồng bạc nào luôn. Tại vì mới làm cho người ta đâu được ứng đâu được thấy không. Rồi cái tiền công lãnh chưa? Dạ, cái tiền công thì cũng 500 ngàn thôi. Tiền công nó 500 ngàn thôi, làm được bao nhiêu bữa mà có 500 vậy? Làm được nửa tháng rồi. Nửa tháng mà sao có 500 vậy? Em tính ứng luôn mà người ta không cho, người ta nói được để nguyên tháng. Cái em nói thôi giờ chị cho em mượn đỡ đi. Nửa tháng mà sao có 1500 ngàn? Nửa tháng mà có 500 mà. Em tính ứng lương mà người ta không cho. Cái em mới nói thôi cô chủ ơi cho em mượn đỡ đi. Mượn cũng như là mượn rồi 500 ngàn vậy thôi, mình chưa có làm hết mà. Mình chưa có làm nguyên tháng mà. Thôi bỏ đi, giờ cố gắng lo cho mấy đứa nhỏ đi. Em tính là về xong rồi em ơi lên cho nó làm lại mà nghĩ là sao á. Thôi về tiền xe tiền cổ nữa. Bây giờ ở đây là tuyệt đối là không có lần sau không có bỏ đi nữa nha em. Mẹ đó. Thôi mẹ con. Thôi mẹ đó, đó con. Hết ngủ nội rồi đó. Thì nào mẹ làm mẹ bà nội giữ cho ban ngày. Không nói chuyện gì, không khóc luôn. Má lại bận ha, hello. Má bận ghê luôn. Ghê bận tự nhiên đi. Để cho mẹ hai mươi mấy ngày giờ mới gặp nè. Bỏ nhà đi gặp nè. Chứ đi chứ nhớ lắm. Nhớ chứ, nhớ cái tình thân mẹ chứ. Nhớ chứ mà. Làm chứ ông bà giữ sao bằng mẹ với cha. Nhớ có cái rất nhiều đó mẹ. Dù sao có mẹ nó vẫn hơn. Đúng rồi. Giữ con rồi chồng mẹ đi làm. Tối là 6 giờ. 6 giờ tối là em đón lên đây là cũng tầm 5 giờ mấy. Gần 6 giờ. Gần 6 giờ sáng lại lên tới đây. Đi trắng đêm luôn. Dạ. Đâu có ngủ. Không ngủ được. Mình không quen hay là sao? Không, như không có quen á. Cái ổng gì mà con. Ổng người chị sợ. Cái gì? Cái gì? Khi nào làm mẹ giữ cho. Giờ ở nhà giữ chậm đưa hai đứa đi. Đúng không? Bà nội đây đúng không? Kêu đi làm giữ ha. Là làm bà nội giữ cho ha. Đó. Thế chị làm hả? Nhớ hả? Em đi là hôm bữa em đi là em không có một ngày luôn á. Anh không cho nhau em đi, em không đem theo ngày nào luôn. Đi à, em không có đem theo gì luôn hả? Có đem theo đồ áo gì không? Không, em cũng không có đem theo một bộ nào hết. Em chỉ có bận một bộ đồ thôi chứ. Rồi xong rồi. Sao đi không mang quần áo đi? Không, em không đi, em không mang quần áo. Kìa. Tại hồi đó giờ em đi em không mang quần áo. Em chỉ lần đùm ha. Em không có công lần nghề, nó mệt lắm. Đi tới đâu là có tiền mua đó ha. Có nhiều đâu, có 100 ngàn bao bộ. Đông lắm. Dạ. Dạ. Nghe là có nhiều không? Dạ. Quyên muốn nha con. Nghiệp không con. Bà con hàng xóm cũng khuyên hết lời. Thấy không? Tại vì em... Tuổi này là cần hơi ấm của mẹ chứ. Em mà không đó. Em mà không lên cộng đồng mạng em coi đó là em chưa có về đâu. Đợi tiền nhiều mới về ha. Nhưng mà mốt ẩm con là em đừng có hút thuốc nha, có hút thuốc đúng không? Đúng. Không phải lúc trước á là em ở chồng trước em á là em hút thuốc lâu lắm rồi. Bây giờ đừng hút đó. Chứ không phải là mới đây. Đó. Em cái sao ai quen với anh á thì cũng có hút. Hồi lúc em chưa có bầu nữa. Đó. Em hỏi chồng trước em hút lâu lắm rồi chứ phải mới đây đâu. Bây giờ còn hút không? Dạ còn. Còn à? Đúng rồi. Còn hút à? Dạ. Giờ sao đâu em cũng nói vậy. Nhưng mà đừng có hút, có con em đừng hút nha em. Tại hút có khi nhiều hơi cũng buồn á, đâu có tâm sự với ai đâu. Rồi. Em chào chị Lan. Thấy không? Chị Lan hả? Cưng ghê không? Sữa đâu hả? Cô hút đó. Sữa đâu hả?
cái em cũng buồn á, lòng bó nhanh cũng chừng như hiếu à. Không có nghiện buồn quá mới hút phải không, chứ không phải ghiền phải không? Dạ thầy buồn quá, mình đâu tâm sự với ai đâu, chỉ hút thuốc hết bột rồi. Nãy vô anh về xe tôi chứ con không có heo muốn gì á, tại vì có nói trước với cái anh này đó mà nhiều khi người ta đăng lên không phải là sự thật. Ở trong bây giờ em về vì thương con, không phải vì tiền vì bạc gì của là... nữa, chủ yếu là về chăm con ý thôi. Ý là em muốn nói là em không có muốn tao về nghỉ em á, là về thấy mình thường quân cho tiền hay là cái gì á, rồi có thấy tiền gì cái gom mới đi nữa không. Em đó giờ em suy nghĩ em muốn đi là em đi, không có tiền em cũng đi được. Gì vậy chứ đừng có nói mà dài mà nghe nó mình quân cho lọt mới tiền rồi cũng đi nữa không, không có đâu. Em nói thiệt với anh là em có xách một bộ đồ, trong túi em không có một tiền, em chỉ có chiếc xe em vẫn đi được, dù em không có xe em vẫn đi được, không có tiền vẫn đi được, chứ đừng có nói về mà nói như ham dữ anh có tiền không, đó giờ không có hết vậy, hồi đó giờ em không có hết lưu như vậy, có tiền không xe tao cũng đâu cần, đó. Không có tiền tao vẫn đi được. Tao đi tới dưới tao cũng mượn đồ nhận được chứ được chứ đâu. Nói chung thì cuộc sống bây giờ đi đâu sống cũng được, nhưng trong quan trọng là muốn làm hay không thôi. Mình làm mình có tiền mình sống thôi. Vấn đề tại rồi. Bây giờ thì mình kẹt hai đứa nhỏ để mình dình chăm hai đứa nhỏ đi, rồi mai mốt hai đứa nhỏ lớn lên muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, hiểu không? Đó. Ừ. Ý là em nói trong cuộc sống mà mình đi muốn đi đâu mình làm cũng được, mình làm mình ra tiền, mình đâu phải mình bị này bị kia đâu mình không làm được. Hả? Vậy em nghĩ là em coi đăng cái clip á, có người thì nói vợ bỏ đi sao lý do, tại vì người ta không biết lý do như thế nào, rồi em mới nói, em hỏi với bạn em á, vậy mày hỏi cho tao coi cái phút mà lý do sao mà người vợ bỏ đi. Em mới nói là tại vì không phải là nó trong cuộc, anh nghĩ là trong cuộc nó mới biết, chứ ngoài cuộc ta đâu có hiểu là cái lý do nó ra sao đâu. Nó như giờ anh nghĩ có lửa mới có khói, không có lửa sao có khói đó. Em tức quá em mới đi về đó, chứ không thôi em không có về đâu, em muốn coi clip mà em không có về đâu, em cũng dưới luôn. Thôi nói chuyện à, hồi nãy em cũng nghe chị Hà nó gọi mà em không biết nói gì á, rồi em nghe nó nạt một cái nạt chị Hai nó, em mới hỏi nó là chị Hai của anh à, chị Hai của Duy Anh á, hỏi cái gì á, nãy em nghe chạy xe này nghe không biết hỏi cái gì dễ gì mà em nghe nó nạt quá cái bá tắt máy luôn. Cái em mới quay lại em mới hỏi hồi nãy bả gọi gì mà nạt gì, hay là sợ em quay về là sao, hay là có gì lý do thì nói đại đi. Em mới lên tiếng là nói đại đi, có gì thì nói với em nè, muốn gì thì nói, không thích sẵn sàng. Em nói thiệt, nếu mà gia đình nó không thích em cũng sẵn sàng em bước chân đi, chứ em không có ngồi ở đây để cho người ta nói nói này nói nọ nó kia đâu. Không, hồi xưa giờ em không để người ta nói bất cứ gì điều gì em. Em còn nói với nó là chị anh không thích em về đúng không, tại vì bỏ đi á người ta đâu thích mình về, quay lại đâu anh, đúng không, ai bỏ đi mà thích mình quay lại bao giờ đâu. Nghe nè. Là mới thấy đang chạy xe nữa không? Dạ. Đang đi đường nữa không? Rồi nói chung thì nhiều khi chủ anh nó bên em.
em thì nói, nhưng mà ý là ý của em như vậy, tại vì em không thích ai nói hết, thích cái gì muốn gì, bảo nó đối diện với em, đối chức với em đi rồi nói gì đó. Tại vì nghe Vũ Anh nó nạt bả một cái là bả tắt máy, nghĩ chắc chuyện của mình. Giờ em mới hỏi lại kỹ nha, em mới hỏi lại kỹ lần nữa, nó không nói. Em hỏi lại lần kỹ nữa, biết nó nói rồi thật. Ha, bả nói là mày năn nỉ nó không được thôi, mày về đi, nó không về thì thôi. Bả nói vậy đó, nghe bả nó nói vậy đó. Thì nói chung thì ai trong cuộc sống thì ai cũng có chuyện bức xúc mà, giờ thôi giờ vợ chồng yếm ấm để về lo cho con đi. Vậy con giờ sống vì con là chủ yếu, quan trọng gia đình mình thôi chứ. Dạ. Ai nói gì nói mình đẹp quyết sao cho nó êm đẹp. Tại vì em không thích người nào nói cho nó vô không phải vào, không thích công. Mà ai cũng vậy thôi. Gia đình ai cũng vậy mà. Như dạng mình không muốn mất lòng, hiểu không? Mình không muốn mất lòng anh em của nó. Chị em của nó mới công đó. Nói chung thì giờ em không muốn mất lòng, nhưng mà mọi người thì em về đi thì thôi, nhường nhịn hết đi để lo cho con. Tại vì em cũng không muốn mất lòng anh em chị em với nó là mất công. Tội nghiệp Diệu Anh ha, Diệu Anh đứng giữa tội nghiệp Diệu Anh. Tại vì nhiều khi mấy con vợ mỹ xúi thế gì thì kia mấy con nói em không xúi ai hết, tự lớn rồi quyết định, tự mình lớn rồi mình tự mình quyết định chứ sao, chứ mình đâu có xúi vậy đâu. Thôi vậy em mới nói rồi đó, giờ em có xúi anh gì hết á, anh tự anh lớn rồi anh suy nghĩ đi, anh cứ quyết định thôi. Vậy thôi giờ anh thì ở xa thôi, về trước mấy anh em. Thôi giờ em cũng nghỉ ngơi đi. Dạ. Rồi từ đây về sau thì có gì vợ chồng mỗi người nhường nhịn nhau chút. Dạ. Đó, đừng có bỏ đi nữa nha. Đó, mẹ về con rất là vui luôn. Đây, cũng xin khép lại cái video đây ạ. Bây giờ cũng tối rồi, để cho mẹ bé nghỉ ngơi. Rồi mình xin dừng cái video ở đây. Mọi người nhớ like như đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất ạ.